Lễ tang ca sĩ Quang Lê, người qua đời sau cơn đột quỵ tại Mỹ, diễn ra vào ngày 12 tháng 6. Theo thông tin từ gia đình, lễ tang của ca sĩ Quang Lê tổ chức trong 2 ngày. Tại nhà tang lễ ở bang California, lễ nhập quan phát tang và cầu siêu diễn ra từ lúc 9 giờ, sau đó thi hài của nam ca sĩ được hỏa táng, gia đình không nhận phong điều trong lễ tang của nam ca sĩ. Ca sĩ Đan Kim, bạn thân của Quang Lê cho biết nam ca sĩ mất vì đột quỵ. Trước đó sức khỏe của Quang Lê không tốt vì thường xuyên bị stress và trầm cảm vài năm qua. Cô từng nhắc nhở anh vì dùng thuốc quá nhiều, anh có người thân ở Mỹ và trực tiếp chăm lo cho mẹ nhưng chưa lập gia đình. Ca sĩ không tiền sử dụng đột quỵ hay bị bệnh lý nền. Thông tin Quang Lê gặp nạn trên đường đi Sapa khiến người hâm mộ hoang mang. Mới đây, nam ca sĩ đã giải bày về vụ tai nạn ngay trong một đoạn clip ngắn. Theo trình bày của ca sĩ Quang Lê, trong clip, xe của anh đang đi trên Sapa thì va chạm với một chiếc xe chở khách. Đoàn người đi hành hương, tuy nhiên rất may là nhờ có tảng đá chắn lại nên chiếc xe khách không bị rơi xuống vực. Có tai nạn xảy ra nhưng không ai bị gì, đó là tin mừng. Quang Lê nghĩ đó là thử thách mà thôi. Giọng ca đập vỡ cây đàn chia sẻ trong đoạn clip, anh cũng cầu ơn trên phù hộ cho những người hành hương tiếp tục trong chuyến đi một cách bình an và cầu mong những người tham gia giao thông được thuận lợi, an toàn. Theo một số thông tin lan truyền trên mạng, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường đèo nối thành phố Lào Cai và Sapa. Chiếc xe khách chở khá nhiều người đang đổ đèo thì va chạm với chiếc xe chở ca sĩ Quang Lê. Tài xế xe khách đã chủ động đành lái sang và va vào một tảng đá lớn. Chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ với ca sĩ Quang Lê, tuy nhiên điện thoại của anh và người quản lý đều không liên lạc được. Trước đó, ca sĩ Quang Lê cũng từng gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường về nhà sau đêm diễn tại San Diego, bang California, Mỹ. Tai nạn xảy ra khi Quang Lê và ca sĩ Lâm Anh đang ngủ tiếp, chiếc xe chở hai ca sĩ bất ngờ lật nhau, xoay vòng vòng. Quang Lê bị ngất, sau đó hồi tỉnh lại và nằm trên xe cấp cứu, trong khi nữ ca sĩ Lâm Anh bị chấn thương nặng hơn, phải thở oxy và chuyển sang một bệnh viện khác để điều trị.